Hai chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Mobile nha. Ok. Thôi hôm qua cũng đã test con tướng trở lại cho bạn xem luôn rồi. Các bạn nào chưa xem thì có thể vào video hôm qua. Hôm qua thì cũng có test cái con tướng Godkid đó. Godkid thì nói chung bây giờ cái kỹ năng của nó cũng bình thường, không có thay đổi quá nhiều. Không có thay đổi quá nhiều trong cái việc là kỹ năng, nhưng mà nó thay đổi bộ. Thay đổi bộ hôm qua thì chơi bộ đó là bốn linh hồn, bốn sao plan đó. Bốn sao plan thì cái bộ đó thì nó hơi phức tạp ở trong cái việc là bạn đọc hiểu rất khó hiểu, nhưng mà chơi thì nó lại dễ hiểu. Hôm qua mình đã chơi thì chắc là anh em cũng đã hiểu rồi. Chơi thì anh em chắc cũng đã hiểu rồi, thì nó chỉ là xoay quanh nhiêu đó thôi à, tầm đó thôi là anh em cũng hiểu sơ sơ rồi. Thì mình cũng gọi là hướng dẫn cho anh em đó, xong rồi chúng ta tới chờ cái bản tiếp theo, cái bản mới thì khả năng cao là chúng ta sẽ nhận được một lượng update cũng khá nữa, một lượng update cũng khá khá nữa, chứ không phải là chắc chắn là không ít rồi. Bảo đảm với anh em là một lượng update rất lớn, rất to luôn, chứ không phải là nó ít nữa. Ít là cái gần đây thì những cái lần update á nó rất là nhuyễn, là mặc dù giống như bữa mới update vừa rồi nè, là con Dark Spirit nè, con Water nè, mới update theo kiểu là giảm sức mạnh kiểu vậy á. Thì nó nhẹ nhanh lắm, nó update giống như là có một tiếng hai tiếng là xong à, nhanh cực kỳ luôn, hoặc là update online luôn. Nó không có một, không có để chờ tới một cái update lớn. Update lớn thì thường thường là giữa mùa sẽ là một cái update lớn, hoặc là nó rơi vào đâu đó khoảng cuối mùa luôn, chứ nó không phải là theo kiểu là hồi trước á, là có rất nhiều update. Tại vì game á nó cần phải có nhiều cái update như vậy á, thì nó mới gọi là hoạt động, nó gọi là nó ổn mà không, chứ tránh cái tình trạng là chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là lỗi. Có những cái con tướng mà hồi trước rất lỗi luôn, mà nó chỉ cần bạn cầm được con đó thôi là bạn thấy là bạn chơi nó không được rồi. Mà để mà kiểu như vậy mà chờ tới một cái update lớn luôn á thì nó lại gọi là nó tới quá, nó lâu quá. Những cái update mà nó lỗi cỡ vậy, giống như là con tướng cầm vô là thấy khỏe như vậy, mà chờ tới một cái update lớn thì nó lại lâu quá. Cho nên bây giờ nhà phát hành quyết định là sao, sẽ có nhiều cái update nhỏ, và thường là sao update nó ngắn thôi, thời gian nó ngắn thôi, hoặc là update online. Update online là sao, bạn chơi nhưng mà nó update thì nó update thôi. Sau đó bạn chơi xong là nó bắt bạn thoát game ra vào lại thôi là xong đó. Thì nó sẽ nhanh như vậy đó, nói chung là đơn giản thôi, nó không có chỉnh sửa quá nhiều, mà nó chỉ chỉnh sửa kỹ năng, hoặc là nó chỉnh sửa cái giống như là nâng kỹ năng lên hoặc giảm kỹ năng xuống, hoặc là công tướng là nâng máu lên hoặc giảm máu xuống thôi. Kiểu giống như vậy thôi, nó nhỏ nhưng mà nó kịp lúc. Còn hồi trước trời ơi, chờ update nó đỏ con mắt luôn, có những cái đội hình mà nó mạnh tới mức mà bạn chờ qua nửa mùa là tụi nó bam cái đội hình đó nát bét hết rồi. Mỗi ngày kiểu như là mỗi ngày bạn chơi nửa mùa là giờ 3 tháng một mùa. 3 tháng một mùa, mà nửa mùa là 1 tháng rưỡi, là nó bam bộ nó nát bét hết rồi. Mới update lớn rồi để chỉnh sửa bộ. Chưa đủ bạn, nó phải nhanh hơn, nó phải gọi là nó chi tiết hơn, là từ từ cứ có lỗi là update liền một cái đã. Giảm liền xong rồi cái chờ update lớn đó mình gọi là mình sửa sau, mình cân bằng gọi là full bộ sau. Update lớn là sao, cân bằng giống như là nép bộ này búp bộ kia, cân bằng bộ nọ, thêm con tướng mới hoặc là cái gì đó thì làm nó một lần luôn. Còn những cái chỉnh sửa nhỏ nhỏ thì là sao, chỉnh sửa không có thêm, hoặc là tướng không có nép, hoặc là búp gì hết, mà gọi là tăng giảm chỉ số, gọi là cân bằng thôi. Gọi là cân bằng thôi đó, nó sẽ hợp lý hơn. Đó, mình cũng rất thích cái cách của nhà phát hành vậy. Nhưng mà nhà phát hành này thì thường là sao, người ta cho thời gian update á thì thường vậy nè, người ta update 6 tiếng này, người ta cho phẹ mẹ nó 10 tiếng luôn, người ta thông báo 10 tiếng luôn. Sau đó rồi đó, cái khi mà update sớm hơn á thì thông báo là update xong rồi, bay vô chơi đi, không cần phải chờ nữa đâu. Nó như vậy nó dễ hơn. Còn không, cái này nó nói có 6 tiếng thôi mà nó làm một phát 9 tiếng chưa xong. Trời đất ơi. Qua 9 tiếng cái tới gọi là nửa cái bắt đầu xong. Xong vậy người ta cũng nói là mày trễ rồi đúng không? Không, người ta nếu mà muốn vậy á
thì người ta làm một phát luôn là cho 10 tiếng luôn. Xong rồi cái nếu mà xong sớm thì thông báo lên là tao xong sớm rồi. Đó, chứ còn mà giờ kêu update 6 tiếng thôi mà làm tới 9 tiếng luôn chưa xong. Chờ gần chết. Tại vì mình thấy là nó thông báo là tới 6 giờ là xong đúng không? Cái mình vô 6 giờ mình chơi chưa thấy, vẫn còn thông báo là sao? Là đang update. Ôi, mà nó lại nó cũng nhiều khi nó cũng khổ vậy phải không? Ừ. Ok. Thắng được là tốt, thắng được là tốt. Bây giờ nếu mà đi assassin đi gấu cũng được, nhưng mà con gấu bạn nên nhớ con gấu là mới chỉnh sửa lại rồi nha. À, con gấu là mới chỉnh sửa lại rồi nha. Bây giờ gấu yếu à. Gấu gấu hơi ấy đấy chứ không phải giỡn đâu các bạn. Gấu ấy đấy nha. Cho nên là bây giờ nếu mà muốn gọi là cái dạng mà gấu mà theo kiểu khỏe như hồi trước thì không có đâu. Gấu assassin ấy, quên nói con gấu assassin á. Chứ còn gấu phép thì ok, gấu gấu shaman vẫn giữ nguyên, chỉ có gấu assassin bây giờ là yếu hơn cũng khá đó. Nhiều bạn hỏi bây giờ yếu hơn vậy đi được không? Được. Được nha bạn, được, nhưng mà nó yếu hơn hồi trước thôi. À, là bạn nào mà mới chơi á thì bạn cứ không biết hồi trước nó mạnh như thế nào, bây giờ bạn cứ dùng cho mình. Vẫn dùng được ok luôn. Nhưng mà hồi bạn nào mà đi hồi trước rồi thì phải thông nói cho bạn biết là nó yếu hồi trước, để nhiều ông vô nói ủa sao tự nhiên nay mình chơi bộ gấu giống y như hồi đó mà sao tự nhiên giờ nó yếu quá. Thì đương nhiên rồi, nó yếu hơn hồi trước mà. Phải không? Nó yếu hồi trước rồi thì bây giờ phải chịu thôi chứ sao giờ. Mình cũng đâu làm cách nào khác được, mình cũng chỉ là thằng chơi game thôi mà. Yếu hơn thì mình nói nó yếu hơn thôi chứ giờ đâu có không có khen được. Giống như cái bộ Reiter ông nào cũng nói nép nó yếu hơn anh, không, mình nói không, bộ Reiter nép nó vẫn vậy. Nép nó vẫn vậy, nó vẫn mạnh, không hề yếu hơn chút xíu nào cả, vẫn như thế luôn. Nó vẫn như thế luôn, nó không yếu hơn chút xíu nào hết luôn. Chết tiệt luôn á. Nó xong rồi cái hỏi anh sao dạo này cũng ít người chơi Reiter. Ừ thì lại người ta thấy nép cho nên người ta không có chơi nữa, nhưng mà nó vẫn mạnh nha, chơi vẫn được nha. Bữa hỏi mình mới làm bộ Reiter sau khi mới update xong đây đó, mới update xong liền là mình lại chơi một bộ Reiter liền, bạn thấy không, có yếu đâu, vẫn khỏe như bình thường, vẫn dùng những con y như cũ, không có khác miếng nào hết, vẫn ăn được bình thường. Trời ơi, tính ra là nó còn ngon nữa chứ. Không ai giành. Hồi trước nó mạnh á, thằng nào cũng giành á, cho nên là lên con Reiter nó dễ, nó ít, nó khó. Bây giờ không thằng nào giành hết, vô một mình một đường sướng dữ lắm bạn ơi. Sướng dữ lắm luôn á. Nó chỉ cần mà chớp mắt một cái thôi là có con Reiter 2 là thấy khỏe rồi. Khỏe rồi. Xong rồi cái lên đồ mấy con kia 2 sao nữa giờ. Mà con Reiter, bộ Reiter thì nó lại dùng được rất nhiều con. Mình phải nói là dùng được rất 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 nhiều con luôn nha. Giống như bây giờ bạn thích thì bạn đi giờ bạn đi cui Hunter với lại con Agency Ranger ốc gánh cũng được. Hai con, một con tăng, một con tay dài carry, một con tay ngắn carry cũng tuyệt vời đúng không? Còn không, nếu bạn thích thì bạn có thể chuyển qua thành ra Trần Dần với lại Agency Ranger gánh cũng được, có gì đâu, bình thường luôn. Còn nếu không nữa thì bạn dùng con Trần Dần với lại con thỏ một tiền, con Shining Archer cũng được luôn đó. Còn nếu không nữa thì bạn thích đi kiểu vậy thì bạn phải thêm một cái vô là sao? Lemon Visa. Lemon Visa 3 sao 2 tiền mà. 2 tiền thì 3 sao đơn giản đúng không? Đó, cho nên là cũng được luôn. Rồi, nó đủ hết bạn, bạn muốn cỡ nào cũng được hết đó. Cho nên là bộ Reiter rất là dễ chơi. Rất là dễ chơi luôn, nhưng mà cái cách hoạt động của nó thì hơi khó hiểu chút xíu. Nhiều bạn tới bây giờ bảo đảm luôn vẫn còn gọi là sao? Chưa hiểu được cái bộ Reiter nó hoạt động như thế nào. Cái bộ Reiter nói chung là cái cách hoạt động nó hơi khó hiểu thôi, nhưng mà bạn đã hiểu thì nó đơn giản. Là bạn mua một con Dominator vô, bạn để vô đội hình đó thì nó kích bộ Reiter lên đúng không? Và bạn không được kích bất kể hệ hoạt tộc nào cả. Không được bộ nào cả. Chỉ mình nó thôi thì nó sẽ có hiệu ứng, còn không á thì nó là bóp giái tim. Nếu mà bạn không có kích bộ nào khác, cái bộ Reiter mà được cái kích hoạt á thì ngon. Nó là gọi là khống chế tim.
Còn nếu mà bộ Raider bị khóa đi mà bạn để con Dominator ở vô ở trong đội hình á thì nó kêu bằng bóp giái tim. Ừ, nó thiệt đúng không? Tự nhiên trói lại, trói luôn tim mình thì mày ăn cứt à. Rồi cái đó là căng à. Thật sự là căng thẳng luôn, nhưng mà bài gấu này lừa nha. Mình nói thẳng luôn là bài gấu này lừa. Bài này mà ra con gấu 3 tiền, anh em nghe ra gấu 3 tiền hiệp thứ 10 cũng được đúng không? Nhưng không, bài này lừa nha. Mình bán mẹ hết mấy gấu đi luôn. Đó, lấy tiền, trời đất ơi. Lời 3 tiền cũng được, mua con xuyên vô. Tất cả những con xuyên mua vô hết cho anh. Đó, bây giờ chúng ta có mấp mé là bây giờ có thể chọn đội hình là sao? Assassin nãy giờ cũng ra lên 2 sao nè, nhưng mà không nha. Bài này nếu mà là mình đó nha, thì mình sẽ đi cái đội hình khác. Cái stun bài ra rất đẹp luôn. Cái stun bài ra rất đẹp luôn. Bây giờ mà thí dụ nha, thí dụ bây giờ mà nó cho mình một con rồng hoặc một cái trứng nữa là anh em sẽ thấy là xong luôn đó. À, nếu mà giờ cho mình một con rồng một cái trứng nữa là bạn biết rồi, là mình biết đi cái gì rồi đó. À, chắc chắn là giờ chúng ta set up ba rồng trước. Thì nói chung là ba rồng cũng tạm thôi, chứ nó chứ không mạnh lắm đâu, nhưng mà giai đoạn đầu vẫn ổn. À, giai đoạn đầu vẫn ổn. Nếu mà bây giờ con rồng phun nước miếng mà lên 2 sao thì nó càng ổn nữa. Nhưng mà chưa có ba rồng. À, bài này chưa có ba rồng. Ba rồng nếu mà đi bài này phải có Umbra. Umbra là ngon nhất luôn. Trời ơi, bài xuyên này bạn thấy không? Bài xuyên này xuyên ra hết rồi. Xuyên ra hết luôn mà, 4 tiền ra hết luôn rồi. Vậy là đi bài xuyên là không chạy đâu khác nữa. Không chạy đâu khỏi rồi bạn. Bài này đi bài xuyên là vô địch thiên hạ luôn. Nên thấy tên bài ra là biết liền. Nhưng mà Assassin bây giờ bạn nghĩ là Assassin 2 sao. Nhiều bạn nói sao anh chọn mấy con gọi là 1 sao không. Nhưng không, bạn phải hiểu là mình không có chọn. Máy nó chọn giùm mình. À, mình không có hề chọn nha. Máy nó chọn giùm mình. Bạn nhìn cái tên bài ra đó, bạn nhìn ra là bạn biết máy nó chọn giùm mình liền. Chứ còn mà mình đâu có chọn, không hề chọn luôn. Nếu mà mình đã chọn Assassin thì bạn nói mình lên 2 sao đồ ngon lành đó. Bây giờ thí dụ như mà máy nó cho đó, thì bạn sẽ nhìn thấy được là máy nó cho rõ đó. Còn bài này á, đi Assassin là giai đoạn khởi đầu chơi chơi thôi. Carry chưa có, trang bị chưa có, cho nên là không. Dán này mà đi Assassin thì chỉ có chết thôi. Còn gấu nãy thì anh em nhìn vô anh em biết lừa liền đúng không? À, gấu đó, thấy chưa? Cái trứng này con ngựa. Trời đất ơi, xuất sắc luôn. Cái trứng là phải lụm trước rồi. Bây giờ mình bán hết mua con ngựa vô. Con ngựa bây giờ chết cha. Con ngựa bây giờ phải set up làm sao có ba human sớm. Như vậy ý, như vậy sẽ mất ba assassin. Như vậy mất 3 assassin, mà mất 3 assassin thì có thắng nổi không ta? Tại vì 3 assassin bây giờ là gọi là cái gốc rễ đó bạn. À, bên đây là cái gốc rễ đó. Ừ, chứ không phải giỡn đâu nha. Tại 3 assassin bây giờ là chỉ có 3 assassin bây giờ mới có cửa thôi. Bây giờ mới có cửa mà gọi là cứu vãn, cứu vớt được tình hình này thôi. Chứ không là toàn hẳn. Ok, rồi Hunter, thằng này đi Hunter, Zatrok thằng này đi Hunter. Nhìn bài biết liền không, thằng này Hunter xuyên nó mới ghê. Xấu Hunter xấu xuyên. Trời đất ơi, mình bạn thấy mình bắt mạch không? Đã bắt mạch là nó đúng bệnh mà. Đó, bạn cứ yên tâm, đã bắt mạch là chỉ có đúng bệnh thôi chứ không có sai được. Thấy không? Bắt mạch là đúng bệnh. Bây giờ 4 canai, 3 human. 3 human tại sao nó lại quan trọng? Tại vì bạn đi Knight bây giờ bạn phải đi thượng đẳng nha. Đi Knight bây giờ phải đi thượng đẳng á. Chứ bạn đi Knight bây giờ mà bạn không đi thượng thẳng là cũng ấy lắm chứ không phải giỡn đâu nha bạn. Nhiều khi cũng mệt mỏi với nó lắm á. Ừ. Tại vì bắt buộc là bạn phải có một cái gì đó gánh Knight nữa chứ. Bây giờ Knight xấu Knight là ok á. Nhưng mà nó dướng một cái là sao? Đồ nó kiểu như bây giờ Knight nó bắt buộc bạn phải có cái gì đó. Nó có Knight là trâu rồi, trâu chó rồi, nhưng mà nó thiếu. Nó vẫn thiếu phải không? Nó hơi thiếu cái gì đó. Nó phải có cái gì đó nữa thì nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ là nhìn vô là nó thiếu rồi. Cho nên mà bài này mình đi rồng. Nếu mà bài này mình đi rồng thì sao? Nếu mà bài này mình đi rồng thì chúng ta sẽ đi theo cái dạng là xuyên. Nếu mà bạn nuôi rồng thì bạn đi Knight bạn phải đi xuyên nha. Còn nếu mà bạn nuôi cái gì, nuôi ngựa, nuôi hổ, nuôi cái gì mình không cần biết. Bạn nuôi cái gì cũng được hết, nhưng mà bạn nuôi trừ ngoài rồng thì bạn có thể đi Galaxer được. Galaxer bây giờ đang khá ngon nha.
Knight Galaxy đang rất rất ngon luôn, nhưng mà nghiệt ngã có một cái là sao, xuyên thì mới đi được rồng. Rồng thì phải đi xuyên thôi, chứ không không để con rồng 4 tiền để tự mana hay là lấy những dịch chuyển qua bên kia hả, thôi thôi phải đi 3 rồng, tại vì trong rồng là có 2 xuyên rồi, thấy chưa, trong bộ 3 rồng là có 2 xuyên rồi, cho nên là đi bộ xuyên rất là ổn luôn. Knight, tại sao nói Knight phải đi thượng đẳng, tại Knight trong Knight nó có 3 human rồi, trong Knight nó có 3 human rồi, rồng họ rồng nè, ngựa này, với lại con Agili Knight, con dê, đúng không, rồng ngựa là thấy là có ba ba human rồi, mà đi thượng đẳng thì bạn mới kết hợp được với đội hình khác, bạn mới kết hợp đội hình khác, còn không thì bạn chỉ đi Knight thôi. Mà bạn biết sao, bây giờ là cái thời đại của full bộ, bây giờ là thời đại của full bộ, chứ bây giờ đi Hunter thì cũng phải chín Hunter, Assassin thì cũng phải chín Assassin, phép thì cũng phải chín phép, còn Warrior thì chín Warrior, đó là những cái thời đại của full bộ. Knight nó có 6 con thôi, đi 6 con xong rồi đi được thêm một bộ full nữa, tại sao lại không? Why not? Why not, đúng không? Rõ ràng là vậy. Rõ ràng là vậy, đi được một bộ full nữa tại sao lại không không chịu, đúng không? Này cũng hạng đằng trước của mình nó đang hơi yếu một chút xíu, đằng sau thì 2 sao nhiều ấy, nhưng mà đằng trước hơi yếu một chút, nhưng mà chờ đi cái bộ đội hình này thì chút xíu chúng ta sẽ thấy là không cần phải gấp, cứ chờ, cứ từ từ, cứ từ từ, cứ từ từ, bình tĩnh một chút xíu rồi bạn sẽ thấy là tại sao bộ cờ này nó đáng giá. Bạn chỉ cần chờ nó nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ thua ok luôn, chấp nhận thua. Ở đây nè, đó, bây giờ ngon nè, ra nè bạn, ra nè, xong. Xong liền, 3 rồng có xuyên, có rồng 2. Bây giờ thì full đồ cho rồng chứ chờ cái gì nữa, đúng không? Lấy cho mình cái cuốc trước, lấy thêm hút máu chút đỉnh, lấy cho mình cái thêm cái này đó, gậy gỗ nữa, thêm cái tóc đánh nữa. Nào, con rồng bây giờ vẫn là con rồng của chúng ta từ trước tới giờ chứ chưa phải là con rồng mà bản update sau. Con rồng này khác con rồng bản update sau nha. Con rồng này bây giờ 2 sao nó có gây sát thương ma pháp, tăng tầm đánh nè, tăng đánh diện rộng nè, rồi còn gây được sát thương ma pháp nữa. Chứ con này bây giờ đánh với mấy thằng tăng cơ ok luôn. Con này đánh với mấy thằng tăng cơ rất ok luôn. Chứ mà con rồng về sau á thì nó sẽ chuyên trị carry là nhiều. Tại vì thí dụ bạn đi chín quơ đi. Mà đi chín quơ con rồng không có sát thương ma pháp. Không có sát thương ma pháp, đi chính quơ giáp nó cỡ đó thì ai chơi cho lại, ai ai chơi cho lại, đúng không bạn? Giáp nó cỡ đó thứ nào chơi cho lại, mà đã vậy sao mà Warrior bạn đánh cái hàng trước của nó, ông chơi quê, what the fuck, không ăn được cái chuỗi các bạn. Cái này mình ăn được cái chuỗi chính đó là xong rồi, mình ăn được cái chuỗi chính đó là mình cuộc đời mình lên hương rồi. Xui thiệt, cái thằng đầu bảng lại quê với cái thằng đầu bảng đang có chuỗi, má ơi luôn, cái đó đúng ngu luôn. Thà thua, thà thua không có tức. Quề. Quề con mẹ gì vậy trời. Quề pha này quề mới mất cây này chứ thà thua không tức. Thà thua ok thôi, bình thường, nhưng mà này quề. Mấy cây thiệt luôn á. Con rồng mà sau con rồng bản sau á thì con rồng ở 2 sao nó chỉ là giảm tốc độ đánh của đối phương thôi. Chính quơ hàng trước của nó có tốc đánh không? Nó chỉ có một số con thôi, đội hình tăng cơ thôi. Thí dụ giống như bây giờ bạn đi gặp con rồng này đi, bạn gặp cái đội hình giống như là cái gì quên rồi, Goblin đi, tốc đánh nó đâu ra? Mà không có sát thương phép để đánh vô nữa, Goblin nó tăng máu mà đúng không? Tăng máu với lại giáp mà đúng không? Hồi máu với lại giáp chứ quên rồi, hồi máu với giáp. Mà. Bây giờ con này đẩy vô thì nó không gây thêm sát thương. Mà nó lại bỏ giảm tốc đánh Goblin làm mẹ gì. Sai thế chưa, sai quá sai luôn. Rồng 1 tiền thì thôi vứt đi rồi, rồng 1 tiền bản sau thì vứt đi rồi, không nói nữa rồi. Rồng 1 tiền bản sau là cút luôn, dễ rách. Rồng 2 tiền bản sau dởm, so với con rồng 2 tiền này mình thấy nó vẫn chưa ngon. Đi với mấy đội hình mà gọi là máu giấy mà dựa vào tốc đánh đó, ok được, nhưng mà dựa vào đưa vô mấy cái đội hình mà nó dựa vào cái lợi tăng cơ đó, dựa vào cái lượng mà máu trâu của nó thì giống như sáu đỏ nè, cờ nai nè,
Warrior nè là thua. Rồng 2 tiền, rồng 4 2 sao thì nó không đủ tiền để ăn, nó không không đủ để ăn cái đội hình đó. Rất tiếc là mình phải nói như vậy luôn. Con rồng bây giờ đang sử dụng rất ngon, không hiểu tại sao lại bị nép đi, thì cái đó thì hên xui. Hên xui. Ok, ôi như vậy thì mất human. Đi xấu xuyên như vậy thì mất human, mà mất human thì rất là ngu. Tại vì mình đi hên thượng đẳng mà. Bây giờ mất human là rất ngu luôn. Bây giờ biết là mình có xấu xuyên rồi đó. Biết là mình có xấu xuyên rồi đó, nhưng mà nó lại mất human thì chắc chắn là không được. Mình phải lấy human cái đã. 11 sách. 11 sách thôi, không cần phải 12 sách, nhưng mà bạn nào mà chắc ăn thì 12 sách nó vẫn ok hơn. Tránh tình trạng là bạn không kiểm soát được cái lượng mà SP của mình để lên level, thì lúc đó là bạn bị gọi là giống như là bị mất đi một cái lượng 2 điểm thôi là nó đã không lên được level 11 rồi. Mà không lên được thượng đẳng thì đúng kiểu là ngu chó luôn. 11, 12 sách mình không cần biết gì chứ. Bạn có 10 sách mà bạn không lên được level 11 thì thua. Bao nhiêu điểm kinh nghiệm vô đó thì cũng thua thôi. Bạn phải lên được một level thì nó mới có tác dụng đó. Con rồng bây giờ ngon nè. Không ghép giáp thép. Tại sao mà mình không ghép giáp thép? Đố bạn. Đố bạn tại sao mình không ghép giáp thép? Ghép giáp thép cũng rất là ok nha. Cũng rất là ok, nhưng mà giờ giáp thép đưa cho con rồng á, thì nó hơi sai. Tại vì nó sẽ target vô những cái con mà đồng minh, hoặc những cái con mà gọi là tướng địch nó ở gần. Mà con rồng thì nó nằm ở tay dài. Con rồng nằm tay dài mà đưa con rồng cái giáp thép á, thì cũng được thôi. Tại chắc chắn là nó cũng sẽ được áp sát thôi. Nó cũng sẽ được áp sát thôi, nhưng mà nó lại không, nó không tới. Nó không tới công chuyện, phải không? Mình phải cần nó là một cái con mà nó đằng trước nữa. Ví dụ như giờ mình đưa cho con Evicanai đi được, ngon, ok luôn. Nhưng mà cái giáp xương nó mới có hiệu quả nhiều. Mà lên giáp xương thì nó có cái gì? Lên giáp xương thì nó sẽ phải tốn một cái mảnh minh hồn. Mà cái mảnh minh hồn đó tốc độ đánh như vậy thì mắc cái gì mình phải ghép giáp xương, đúng không? Mình có thể ghép giống như là chùy máu nè, búa xét nè, đúng chưa? Mặt nạ vàng nè, đó chẳng hạn. Chứ đi ép cái giáp xương làm cái gì? Đúng không? Sai chưa? Mà đi ghép cái giáp xương mà giờ để cho ghép xương đó cho con rồng thì nó cũng không đúng. Mà để cho con khác thì nó cũng không sai. Nó cũng sai. Khổ vậy, khổ tâm lắm chứ bộ bạn. Nhiều khi chọn đồ á là nhiều, mình có cái suy nghĩ riêng của mình, bạn có suy nghĩ riêng của bạn. Nhưng mà chọn đồ á, mình chọn như vậy. Bây giờ không nói cho bạn nghe thì mấy bạn không hiểu, mà nói ra cho mấy bạn cũng chưa chắc gì mấy ông đã hiểu nữa. Mấy ông cố chấp lắm bạn, có nhiều ông cố chấp dữ lắm luôn. Mặc dù phân tích rõ rồi nha mà vẫn không chịu hiểu. Là mình giống như bữa hỏi mình nó nói rồi, tại sao mình lại ghép cái mình hay nói với mấy bạn là sao, mình thường là mình lên cái chùy máu trước rồi mình mới lên cái búa xét sau. Nếu mà mình có hai cái bản minh hồn á thì mình sẽ có lên cái chùy máu trước xong rồi cái búa xét sau. Trận nào cũng vậy luôn, nhưng mà cái trận đó mình lên búa xét trước, tại sao? Tại sao? Nếu như mà đúng như lịch trình thì cái trận này mình lên búa xét trước nè. Đúng như lịch trình là mình lên cái trận này, mình lên cái búa xét trước nè. Đố anh em tại sao? Bảo đảm luôn, có nhiều ông nói là tại sao lên cái nào trước không được. Còn ông vô nói là sao bữa hổm nó lên cái chùy máu trước mà. Ừ, nhưng mà phải tùy trường hợp, chứ không phải trường hợp nào bạn cũng lên giống nhau một món đồ, hoặc là trường hợp nào bạn cũng từ một món đồ mà bạn lên một đồ cuối hết luôn, đâu có. Cái đó bạn dư đồ thì bạn có thể lên đồ cuối hết luôn, ok. Nhưng mà nếu mà mình thiếu đồ thì sao? Mình phải chọn cái nào nó phù hợp hơn. Mình phải chọn cái nào nó phù hợp hơn liền. Bắt buộc thôi. Dễ hiểu lắm, mình nói thiệt rất dễ hiểu luôn, chứ không có gì khó bạn. Không có gì khó. Giống như bữa hổm đi, mình đi giống như trận này đi, nếu mà mình đi rồng Knight như vậy nè. Con rồng nó có sát thương ma pháp thêm đúng không? Nó có rồng sát thương ma pháp thêm đi, ok. Nhưng mà bây giờ mình đi xuyên. Mình đi xuyên thì cái sát thương ma pháp nó không ăn nhập gì cái thằng xuyên hết. Nhưng mà nó lại làm cho mình có thêm một cái lượng sát thương nữa. Giống như xuyên bây giờ nếu mà nó có kháng phép thì nó khác đúng không? Quên, nó có giáp thì nó khác. Còn nếu mà thằng không có giáp nó khác. Nhưng mà bây giờ mình đánh hai lượng sát thương là bắt buộc nó phải có cả giáp, cả cái này kia luôn. Đó. Còn cái bạn nên nhớ là cái chùy máu á. Cái chùy máu thì nó chỉ là phá giáp thôi, mà đi xuyên rồi đi phá giáp dư.
đúng không? Cho nên mình cần lên lên một cái lượng sát thương lai nữa cho con rồng nó mạnh hẳn về cả hai mặt luôn. Hai mặt là sao? Sát thương phép và sát thương vật lý luôn. Đó. Nó chỉ vậy thôi, chỉ dễ hiểu thôi. Ôi chà, chết chà đầu đấy. Còn giống như thể loại giống như bây giờ này. Cái em đi với lại eo đi. Đi với eo mà mình không có lên được gậy như ý, mà mình lên chỉ lên cái gậy gai thôi. À, thì bạn biết rồi đó, chính eo thì gậy gai đánh nó vẫn né được đúng không? À, chính eo thì gậy gai đánh nó vẫn né được. Nhưng mà cái sát thương phép của cái búa xét á thì cái thằng đó nó không né được nha. Ờ, kích hoạt ra trang bị là không có né được, kịch ra một cái là lấy tiền, mặc dù máu nó yếu thôi, thấp thấp thôi, nhưng mà cái lan của con rồng nó lại có thêm rất là mạnh. Ờ, nó có thêm cái lượng xét nó rất là mạnh luôn, cho nên cái búa xét là một lựa chọn rất hoàn hảo luôn, rất hoàn hảo luôn ở trong cái lượng mà mình muốn tiêu diệt đối phương gọn gọn đó nha. Còn lẹ hay không là không biết nha, nhưng mà mình gọn là sao, có lượng đam mình to, mình đánh thằng nào mình chết thằng đó luôn. Còn lẹ thì phải lên tốc đánh, thì đương nhiên rồi, lên tốc đánh thì cái chùy máu hay là cái búa xét gì nó cũng thành tốc đánh hết, cho nên cũng ngon đó. Đợi trời, cái trận này ra dây chuyền hơi nhiều nha. Thôi nỏ thần bạn ơi, nỏ thần chắc rồi, đúng rồi, nỏ thần An Dương Dương của chúng ta đây rồi. Ôi, đội hình đằng trước bạn thấy nó mỏng cơm dữ lắm luôn. Đi cái gì mà hiệp 26 rồi, đội hình đằng trước mới một sao không. Nhưng mà cũng hên là sao nó lại có một con rồng 2 ấy, chứ gặp mà không có con rồng 2 thì chỉ có nước mà ăn cướp. Rồi không có con rồng 2 thì chỉ có nước mà ăn cướp thôi. Ừ. Hên là có rồng 2 á, thổi cho nên nó cũng tới công chuyện. Nó hên là nó có rồng 2 thổi cho nên hồi nãy giờ mới sống á. Chứ không mà đội hình một sao không thua rồi. Bạn nên nhớ đây không phải hiệp 16 nha, đây là hiệp 26. Mà hiệp 26 đội hình đằng trước yếu như vậy á, vô nó lia lẹ lắm. Thằng này đi eo thiệt nè. Thằng này đi eo thiệt nè. Má ơi luôn á, xui dữ trời, gặp ngay thằng đi eo nữa luôn, hay đây. Hay đây, ôi da. Ok, đó thấy chưa? Thấy chưa? Đánh con này mà con kia chết, bạn thấy đâu đối bạn tại sao đánh con này mà con Shining Archer là nằm trong đây mà không gãy đâu. Tại vì đó hết đó bạn, tại vì nó hết đấy. Đâu chạy đâu rồi. Chạy đâu được. Ôi già bây giờ đi xấu xuyên. Xấu xuyên như vậy thì cũng ok đi. Nói chung bây giờ xấu xuyên như vậy thì cũng chưa ổn lắm. Tại nếu mà mình thì mình sẽ đi xấu gần ai trước cũng được. Còn nhưng mà xấu xuyên như vậy sẽ giúp cho ta sống thêm mấy giây nữa. Mấy giây cũng đủ để gây đam rồi. Cũng đủ để gây đam rồi. Rồi, tạm thời là thằng kia nó, thằng eo đó, mình chưa có gậy, gọi ra là gậy gai. Mà chưa gậy gai đúng kiểu là cũng hơi sốc đó nha. Chưa gậy gai đúng kiểu cũng hơi sốc á. Tại vì nếu mà có gậy gai á thì nó sẽ đỡ hơn trong cái việc là đi với eo. Nhưng bây giờ đi với eo con rồng này mặc dù nó có sát thương ma pháp lan nữa thì cũng ok rồi. Chút nữa mình lên theo búa xét nữa thì cũng ngon rồi. Ừ thì cũng được rồi. Nhưng mà đánh nó vẫn né nhiều các bạn. Đánh nó cũng vẫn né nhiều. Nó không chính xác lắm. Ôi chà, né nhiều dữ đấy. Né nhiều dữ đấy. Ôi da, trận này đầu nè. Trận này đầu đấy. Pha này mà không giết được thêm nữa là chết. Chết cha, bị choáng rồi, thôi đi rồi. 20 máu luôn á. Cái này là phải có đi 2, không tới 15 máu. 15 máu, rõ ràng. Má đầu dữ vậy trời. Đầu dữ vậy, lên luôn, đúng rồi. Heo cả nay mua luôn. Bây giờ bán con thôn đi. Con thôn này nói chung là 4 tiền hơi mắc á. Mình đi con Agency Ranger đây cũng được đó, 4 tiền đấy. Xoay tiếp cũng được luôn. Xoay tiếp cũng được luôn. Nữa luôn. Ok luôn. Lên mua heo cả nay vô luôn đấy. Bây giờ mới 6 sách thôi. Chết cha, 6 sách còn 8 máu. Bài cũng hơi gung gung quá nha. Nếu bây giờ kéo con rồng ra đây thì sao ta? Kéo con rồng ra bên phải. Cái con rồng ra bên phải thì nếu mà đội hình nó xếp bên trái bên kia thì đúng kiểu là cũng hơi ấy, tại con rồng nó phải nhảy lên 2 bước. Mà nhảy lên 2 bước của con rồng thì bạn nên nhớ 2 bước đó nó sẽ tốn 1 giây. 1 giây nếu mà con rồng với tốc đánh này thì nó sẽ đánh được 2 hit á. 2 hit á. Đâm đầu. Con rồng thổi rất đau, chủ yếu là đánh nó né, không vô đam thôi.
mày hả, xuyên xuyên tao cũng yếu rồi, không phải xuyên tao không phải yếu đâu nha, lên luôn, đúng rồi, bảy sách chết cha, bảy sách vẫn còn thiếu nhiều, bốn sách nữa, ít nhất là bốn sách nữa, còn không phải năm sách nữa, bốn sách thì mình có thể chủ động được, mình có thể chủ động được, còn bây giờ 12 sách thì chắc ăn nhất, nhưng mà 10 sách thì thua nha. 10 sách thì thua nha, bắt buộc là 10 sách là không thể nào lên level 12, 11 được hết á. 11 mới được, hoặc là 12 là chắc ăn nè. 11 là ok, có thể chủ động được. 10 thua, 10 là thua, mà đội hình này mà không đi được thượng đẳng thì cũng thua luôn. Thằng đầu bảng đang rất xanh, level 10, 47 tiền, đang có chuỗi nữa, má ơi luôn, đúng kiểu là trời hại anh hùng mà. Bài mình cũng gọi là tạm đi, nhưng mà đằng trước của mình nó yếu quá, từ đầu luôn nó đã yếu rồi, cho nên nó không có nó, ô cha, thằng này đi hunter nó ghê, thằng này cũng đi xuyên đúng không? Ồ đi xuyên mà, trời ơi, vậy thì tao mày gặp nhau rồi, đi xuyên đúng không? Được, xuyên thì chơi thôi, xuyên thì xuyên thôi chứ sao, đúng không? Mày có con nào đánh đau bằng con rồng tao được? Tao thử coi con nào đánh con là mày đánh đau bằng con rồng tao được. Rồng nó đánh sắc tung lan, tầm đánh dài, mày tụi chó, tụi con chó nha. Ý trời đất ơi, căng nhà. Ngựa, rồng, Agri này, gửi 8 sách, vẫn còn 3 sách nữa. Bây giờ hiệp 29 đó, hiệp 29 là hiệp 30, hiệp sau hiệp 30. Cái thằng đầu bảng, cái chuỗi đó mà mình húp được cái chuỗi đó thì cuộc đời mình nó lên hương. Mình giờ cái thằng đầu bảng mà mình húp được cái chuỗi 13 này, hồi nãy mình hụt một lần húp được cái chuỗi à, của thằng đầu bảng rồi. Đầu bảng là thằng nhì bảng bây giờ đó. Bây giờ mà hụt cái chuỗi này nữa thì đúng kiểu là hơi tiếc thiệt, một trận hụt hai cái bánh kem mà đúng kiểu là thua. Bánh kem một năm ăn được có một lần thôi, bây giờ một trận hụt hai cái bánh kem là càng ấy nha. Nãy hụt cái chuỗi chín, cái chuỗi 13 này nó ngon hơn cái chuỗi chín đó gấp 4 lần luôn. Quá ngon luôn. Giờ mình chỉ cần húp được cái chuỗi này 13 này một cái thôi là cuộc đời mình nó xanh lại liền, phải không? Nó xanh lại liền, hồi nãy là nó hơi bị yếu, nhưng mà giờ chỉ cần húp được cái chuỗi đó là nó lên liền. Trời ơi, dây chuyền cái gì mà dây chuyền dữ vậy? Thôi lên luôn cũng được, coi như là đúng rồi, mảnh minh hồn chạy đi đâu được. Good boy. Khó chịu thiệt sự. Bây giờ chín nè, up 10 luôn chứ sao. Bây giờ 10 là đủ luôn rồi, 10 bây giờ mình chỉ cần up 10 là nó dư 2 điểm kinh nghiệm. Tại mình 48 mà 48 10 là mình sẽ up được 40 á, cho nên là mình sẽ được nhiều hơn là 48 là thành 50. Nè, dư được 2 điểm nè, thấy chưa? Dư 2 điểm, cái này là vừa niêm nè. Bây giờ mình có 9, chỉ cần thêm 2 sách nữa thôi. 2 sách nữa thôi là đủ. 2 sách nữa thôi là đủ. Bây giờ 6 xuyên là phải giữ rồi. Nếu bây giờ bạn chuyển qua 6 gần 2 cũng được, nhưng mà 6 xuyên nó lại đam là giúp cho mình sống thêm mấy giây nữa. Hàng trước của mình bây giờ cũng khá tăng. Nói chung cũng ổn đi. Đừng thua nữa, 8 máu thôi, thua là chết. Thua lần này là đi nè. Không biết thua cái kiểu gì nhưng mà thua lần này là đi à. Ôi, thổi đâu nhờ. Ồ, thổi đâu đấy. Trời đất ơi, thằng kia cái việc đắt ăn cái chuỗi rồi. Thôi xong rồi. Xui dữ trời. Xui dữ trời. Không có được cái chuỗi luôn. Đen. Bây giờ ghép cái nhẫn dịch chuyển luôn, nhẫn dịch chuyển mình ghép cho con Agali Grenade. Rồi ghép cái nhẫn dịch chuyển vô, Agali Grenade kéo dịch chuyển qua kia, làm bia đỡ đạn cho con rồng cũng được. Đó, làm bia đỡ đạn cho con rồng cũng hay. Thiếu một sách nữa thôi, trận này mà mình thắng nữa, mình để con dơi vô là mình sẽ có 6 Grenade, 6 xuyên, lúc đó đội hình mình gọi nó gọi là nó tròn sức mạnh. Triệu hình rồi gọi là đội hình siêu nhân gao. Gào. Ê, trời ơi, eo nè, đánh lan đau lắm,
Có đánh nó rồi, có búa xét mà. Ờ, có búa xét mà, rồng 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 lan nữa. Đâu 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 đâu. Eo thì eo chứ bố mày sợ mày hả? Thấy chưa? Mình hên xui có cái là mình gặp cái thằng này nó sâu cái thằng kia thôi. Chứ mà mình gặp trước cái thằng kia thì mình húp cái chuỗi rồi. Rồi ơi xui dữ ha, đáng lẽ là mình húp cái chuỗi rồi đó, nhưng mà đời không cho phép, đời đưa đẩy nó gọi là sao, gọi là trên biến giới, gọi là trên bến dưới thuyền, không có gặp nhau được. Thua thua, xui xui xui. Chứ pha đó mà mình trễ một hiệp thôi là mình ăn được cái chuỗi mười mấy của nó là đời của mình bây giờ xoay ra là biết bao nhiêu, gọi là ngon lành luôn. Ồ, tiếc thiệt luôn ha. Đúng là anh em, không biết anh em có tiếc không chứ mình mà mất chuỗi là mình tiếc dữ lắm luôn. Mất chuỗi là mình tiếc dữ lắm luôn. À, giờ mất chuỗi của mình đã tiếc rồi, mà mất chuỗi của người ta còn tiếc hơn nữa. Tại chuỗi của mình á, mỗi hiệp nó cộng cho mình, thí dụ như chuỗi cao đi, mỗi hiệp nó cộng cho mình có 3 tiền thôi. À, nhưng mà mất chuỗi của người ta là tức lắm luôn. Tại sao người ta mười mấy trận thắng á, nó cộng một phát một hiệp vậy, nó cộng cho mình tới mười mấy tiền là sướng dữ lắm luôn. Lúc đó cảm giác là đại gia đúng không bạn? Ồ, cảm giác đại gia, trời ơi Goblin, trời ơi đội hình bây giờ đi Goblin. Không phải cứ đi Goblin là mày có thể kiếm được 5 tiền đâu nha. Sai rồi đó bạn ơi. Sai rồi đó. Đi Goblin thì đi Goblin thôi, còn kiếm 5 tiền được hay không đó, thì nó phải là vấn đề theo kiểu là nhiều thứ lắm. Ok. Ok, thằng này Goblin thì dễ chơi rồi. À, thằng Goblin thì dễ chơi lắm bạn, chỉ có ngại là ngại mấy thằng eo này kia thôi. Goblin thì sát thương phép tao có mà, sát thương ma pháp tao có, mày có giáp thì tao ngại mày hả? À, mày có giáp mà tao ngại mày lắm chăng? Mà giáp thì sao? Xấu xuyên. À, xấu xuyên ở đây nè, mày có giáp tao ngại mày hả? Chơi mày chết chết luôn. Ừ, xấu xuyên mà. Xuyên cái Goblin là đâu còn máu đâu, xong rồi còn kẹp thêm cái gì nữa đó. Ôi. Con rồng là bây giờ có hai bua món trấn phái, bây giờ thêm một món nữa thì bây giờ cho thêm mấy cái mảnh minh hồn nữa. Ghép lên thành cái chùy máu luôn thì cuộc đời này con rồng này không chết được bạn không? Con rồng này vô địch, không thể nào chết được. À, lên được cái chùy máu một cái nữa là nhiêu đó là đủ rồi, rồng phun là thôi luôn. Trời ơi. Trắng cả mặt cỏ luôn, eo nè, rồi eo nè. Eo thì sao? Eo thì sao? Eo thì sao? Eo thì sao? Này đi. Này nè, đó, eo. Eo đi. Eo đi, trời ơi, nó coi lừa hả? Lừa hả bạn? Lừa hả? Trời ơi, con rồng ơi. Nó thổi con à, con thổi con God of War muốn bệnh luôn á, mà không thấy chết. God of War nó trâu gì đâu luôn á. Mua thôi. À, mua thôi, mua thôi. À, bây giờ để coi rớt đồ gì. Mảnh minh hồn là con nhất. Còn không á, chết cha, bây giờ lại không có cái kiếm, gọi là cái kiếm gãy với lại cây kia để ghép cho mình cây nha. Ồ ho, xui có một cái là mình không có ghép cái gãy gai. Bây giờ phải rớt một cái gãy gai cho mình. À, bây giờ rớt cho tao mà đánh con quái, rớt cho tao một cây gãy gai, gãy gỗ. Xong rồi vô chọn, thêm chết mẹ, không quên nữa. Chọn thì đâu có chọn được cái kiếm gãy nữa đâu, bây giờ kiếm gãy là hết rồi. Nó phải là đi chọn cái đồ cuối, chết cha hồn. Vậy thì căng rồi đấy. Vậy thì căng rồi đấy. Vậy thì cũng hơi hơi ấy rồi đó nha. Ừ, cũng có vẻ như hơi ấy rồi đấy. Nào nhanh nào bạn ơi. Rớt cái gì? Rớt gãy gỗ thiệt nè. Trời ơi, nhưng mà không có kiếm gãy, xui. À, cái này được nè bạn. Cái này mình có thể ghép trụy tim cũng ngon. Nhưng mà mình á thì mình sẽ lên cây chùy máu. Ủa quên, không phải là cây chùy máu mà lên cây rìu xoay. Lên cây rìu xoay. Cây rìu xoay này sẽ cho con rồng thêm sát thương và đi lại hồi máu. À, thêm sát thương đi. Lên ghép cái nào cũng được nha bạn. Bạn có thể ghép cái trụy tim cũng được. Cái trụy tim cũng cho máu cũng ngon. Nhưng mà cái rìu xoay này nó sẽ thêm sát thương. Nó sẽ thêm sát thương. Nếu như mà chút nữa gặp eo đó, eo nó gõ được hết tim mình, cái nó nhào vô người mình á, thì con rồng này nó có cái rìu xoay để hồi máu, sống thêm được chút nữa. Chứ còn cái trị tim thì nó hơi trừu tượng về cái mặt sát thương giai đoạn đầu hơn. Chứ còn mà về cuối mà chơi theo kiểu bị áp sát rồi thì cái trị tim nó không ăn tiền. Cái trị tim không ăn tiền mà Việt đắt. Trời đất, cái đội hình gì mà thắng thằng Việt Á kia được hả? Oh my god. Lên luôn.
Cái này thì giờ ghép này cũng được, nhưng mà thôi từ từ mình để vô cho nó trước cái đã rồi mình hãy chờ. Shit, no. Hai con đó thấy hơi phế rồi. No. Cút gấp. Bài xấu dữ vậy ta. Xoay bài nó không có ra một cái gì. Đội hình rồng 2 nhưng mà nghe hơi vẻ phèn. Đội hình rồng 2 nghe hơi phèn. Mẹ rồng rồng 3 luôn đi. Rồng 3. Ây, Canon ngon quá. Canon đưa cho con dơi. Được. Bây giờ chúng ta hiểu rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nhẫn dịch chuyển cho con Canon. Đúng không? Nhẫn dịch chuyển cho con Canon là hợp lý nhất. Eo. Eo trội. Eo né ác vậy trời. Eo né ghê vậy. Ờ, ghê vậy, ghê nè, ghê nè. Nhưng mà mình nói rồi, eo trận này mình có rồng với lại có búa xét rồi. Sát thương lan cũng tới lắm nha. Tới lắm. Ok. Sách SB nè. Dơ dữ cây mẹ gì. Bây giờ tao xoay, tao có cái trứng đây. Cho tao con Agali Knight nữa coi. Mày thử tao bị cho tao con Agali Knight nữa coi tao húp không. Húp vội liền chứ ở đó mà không húp. Trời đất ơi, cái mẹ gì đấy. Đưa nhẫn dịch chuyển cho này, đưa thêm này đồ cho nó. Đưa thêm giảm này thì kéo qua kia, bắn bên kia cũng được. Nhưng mà mình đang có chuỗi bài cũng khá ngon. Akadon, Canon Rennie thì qua kia chắc là sống được chút xíu. Bắn. Ừ, bắn làm chậm cũng được đi. Ồ, cũng có sát thương lắm nha. Tại vì nói chung là mình đi xấu xuyên. Mấy thằng mà sát thương vật lý vô cái vô dành lãnh địa mà xấu xuyên thì thôi luôn. Lúc đó thì chỉ có đứa mà khóc thét thôi bạn. Úi cha, gãy gai hay là kiếm gãy? Không, lên cái này luôn cho tao. Không lên luôn, tại vì đi goblin mà. Đánh đi goblin mà, thằng kia chết rồi. Ồ, thằng kia chết rồi thì đâu có cần phải đi eo nữa, sợ cái gì? Đúng không? Lên luôn, nó vậy đây rồi. Đó, thấy chưa? Rồi, ok. Canon 2 luôn đi. À, mày ngon mày quất phát Canon 2 luôn thì thôi quỷ diệt luôn nè. Ôi cha, má ơi rồng. Rồng dữ vậy. Rồng này rồng 3. Rồng 3 đó nha, này rồng 3 nha. Ôi nhưng mà chết cha, thằng này 14 máu, rồng thổi kiểu này thì sao chơi? Rồng thổi kiểu này sao chơi bạn? Ôi, goblin, goblin, goblin nè, gãy rồi. Ok anh em đang xem, đây là cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh sẽ được thả tim. Tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và những bạn đã sử dụng cái nút cảm ơn bên dưới để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ để lại một like và đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn mọi người. Hey,